chuột biết trước giờ vãng sanh. Đây là chú chuột đã biết trước giờ vãng sanh, cho nên đã chui ra khỏi hang để tìm người hộ niệm. Và cuối cùng, chuột đã được nhiều người niệm Phật trong nhiều giờ cho đến khi qua đời. Ông Hua Chất Si là chủ nhân của một nhà hàng chay có tên là Hoa Sen Trong Nước. Trong nhà hàng, từ lâu đã dành riêng một căn phòng nhỏ, trong đó có bàn thờ Phật A-di-đà và Địa Tạng Bồ-Tát. Trong phòng mở máy niệm Phật suốt 24 giờ mỗi ngày không gián đoạn. Ông Hua Chất Si và các nhân viên bồi bàn thường dành thời gian rảnh rỗi của họ để vào trong phòng tụng kinh, niệm Phật và nghiên cứu Phật Pháp. Bên cạnh bàn thờ Phật, ở phía dưới có một cái hang chuột, và trong đó có hai chú chuột đang sinh sống. Ông Hua Chất Si và các nhân viên bồi bàn không bao giờ làm tổn hại chúng. Ông mỗi ngày đều mang một số thức ăn thừa đặt trước hang để nuôi chuột. Hai chú chuột này cũng rất biết nghe lời và rất là hợp tác. Chúng không bao giờ đi đến nhà bếp để ăn bất cứ thứ gì và cũng không làm tổn hại bất cứ thứ gì. Ngày 22 tháng 1 năm 2014 vừa qua, vào một buổi tối, trong lúc nhà hàng vẫn còn đang mở cửa để kinh doanh, thì một chú chuột đã chui ra khỏi hang, chắp tay khẩn thiết vái lạy mọi người, và sau đó nằm lăn lộn trên sàn nhà một cách rất là đau đớn. Ông Hua Chất Si và những nhân viên phục vụ nhìn thấy, liền ngay lập tức đem hình Phật A-di-đà đặt ở phía dưới hang chuột và cùng nhau luân phiên niệm Phật. Chú chuột tuy là rất đau đớn, nhưng khi nghe âm thanh niệm Phật vang lên thì không còn lăn lộn nữa, mà run rẩy không ngừng chắp tay ra vẻ cầu nguyện. Khi chú chuột ngước mắt nhìn lên thì đôi mắt dường như rướm lệ. Ông chủ và các nhân viên tại nhà hàng thay nhau niệm Phật cho chuột. Chú chuột liên tục chắp tay lạy Phật và lạy mọi người xung quanh. Có lúc chú mệt quá nằm lăn ra nghỉ ngơi một vài giây lát, rồi sau đó tiếp tục lạy. Bởi vì nhà hàng đến lúc phải đóng cửa, cho nên các nhân viên không thể tiếp tục niệm Phật cho chuột. Cho đến ngày hôm sau, khi họ mở cửa thì thấy chú chuột hơi thở đã rất là yếu. Ngay lập tức họ liền thông báo cho một vị thầy tên là Hui Phu, và thầy liền có mặt để tiếp tục hộ niệm cho chuột, cho đến khi chú chuột tắt hơi thở. Sau khi hộ niệm xong, chú chuột được khám nghiệm thoại tướng và xem thân thể có mềm mại hay không, và cũng được làm các nghi thức tẩm liệm an táng, và sau cùng được mang đi chôn với những cành hoa. Đoạn video này là do một số anh em nhân viên ở nhà hàng chay Hoa Sen Trong Nước ghi lại được bằng điện thoại di động, bao gồm cả ngày trước và ngày hôm sau cho đến khi chôn cất.